Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay Duy Chiến xin giới thiệu tới cô chú anh chị mẫu lưới đánh cá ao. Mắt lưới của nó là 14 phân. Chiều cao của tay này của nó là 2 mét. Chiều dài là 100 mét. 100 mét chuẩn. Chiều đứng là 2 mét cô chú nhé. 2 mét tức là gì? Từ chì mà lên phao sẽ là 2 mét chiều đứng khi thả. Mắt lưới 14 phân tức là gì? Đây cô chú, bắt con cá như thế này, tức là lưới 7, 14 phân. Đấy, cô chú nhìn thấy không ạ? 14 phân. Lưới đánh chìm, Duy Chiến cho chỉ rất là nặng. Hai túi, hai bên, nhiều thịt, nhiều túi, đảm bảo cá cuốn. Hai cái tay, đồng thời được ăn từ chì mà lên phao. Tác dụng của nó là phát hiện ra đầu và khi cần cô chú kéo như một cái lưới kéo. Đấy, lưới đánh cá ao và lưới đặt nó như vậy. Lưới đặt bao giờ nó cũng phải có cái dòng lưới như thế này nhé. Đầu nồi này, hai cái đầu nồi này mới là lưới đặt này. Được ăn từ trên xuống đây. Tác dụng của nó là chống rách đầu biên và khi cần thì cô chú kéo như một cái lưới kéo nhé. Đấy, như một cái lưới kéo. Màng ngoài thì cô chú nhìn thấy không ạ? Rất là sáng và trong. Sợi cước rất là dẻo và dai, chắc, chịu lực đánh những con cá lớn rất là ok. Mà dòng này nó là dòng độc quyền của Duy Chiến. Đấy, hạt cước của nó là hạt cước nguyên chất. Lưới thái rất là chất lượng. Đấy, cô chú nhìn thấy ạ, mấu ra mấu, sợi rất là sáng trong. Lưới của nó mới, đét để đen. Hạt nhựa nguyên chất làm ra những tay lưới của nó thái hàng đầu. Hai phao đen vẫn là hai phao đầu. Cô chú nhớ cho Duy Chiến như vậy. Khi về thả phát hiện nhìn thấy cái phao đen nó khác là cái đầu. Phao quả rất là khó làm. Tác dụng của phao quả này là phao quả chống rối các bác nha. Chống rối. Hai đầu được thắt chặt cẩn thận. Thắt chặt cẩn thận, rất là đắt tiền, đánh rất là đầm. Cô chú nên dùng phao quả để đánh. Có chiều cao, tay này là từ phao xuống đến chân chì là 2 mét và chiều dài là 100 mét. Xưởng sản xuất lưới đánh cá Duy Chiến quay một tay lưới đánh cá ao, chuyên phục vụ đánh cá ao. Bắt cá lớn 14 phân cao 2 mét, dài 100. Xin nhắc lại, số điện thoại của sở sản xuất lưới đánh cá Duy Chiến là 0869680285, cung cấp toàn quốc và nhận làm theo yêu cầu các loại lưới, các size 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 mét chiều cao, chiều dài vô biên, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, các bác thoải mái. Thôi, xin là kính chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị luôn mạnh khỏe, an hàng và thịnh vượng. Đấy, những tay lưới thái, phôi lưới, ruột lưới đánh cá, cô chú có thể mua về tự làm mà Duy Chiến cung cấp toàn quốc để chuyên phục vụ đánh bắt cá lớn, lưới cá màn các bác nhé. Đây, 12 phân, 60 mặt, 10 phân, 8 phân, Duy Chiến có từ các size 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, cung cấp toàn quốc dòng phôi lưới thái đánh cá lớn các bác nhé. Đây là tay lưới 5 phân cao 2 mét. Của Thức Vi, bác Thức Vi, mắt lý 5 phân, tức là ta cho hai đầu ngón tay. Đấy các bác thấy không ạ? Đây là một dòng lưới thái chất lượng của nó, chất lượng cao các bác nhé. Cực kỳ chất lượng, mấu ra mấu của nó là hàng 2 phút. Cái này thì Duy Chiến bảo hành bắt những con cá, ví dụ như cá thác lác, cá chép, cá lóc. Đa phần là đánh cá lóc hoặc cá bống. Cá bống tượng, khoảng từ hai đầu ngón tay cho đến 5-6 kg. Hơn nữa vì nó là dòng lưới bắt cá bé nhưng cá lớn vào cá chép 3-4 kg, 5 kg là ok các bác nhé. Đấy, quay một thẻ lưới của Thức Vi, bác Thức Vi, tỉnh Đắk Nông, xã Lâm Đà Lia, huyện Ca Đông Lô, tỉnh Đắk Nông. Đấy, bác Thức Vi nhá. Cao 2, dài 100, mỗi tay cao 2 mét, dài 100, mắt lưới 5 phân, đánh cá bống tượng và cá lóc. Bắt từ hai đầu ngón tay cho lên đến
5-6 kg là không vấn đề gì. Phao của nó thì là phao tông. Đấy, dòng phao lưới này thì rất là bén cá, ra lưới vào lưới thì rất là bén, tốt. Hai phao đầu đây, hai phao đầu là phao đen nhé. Chì đây, chì thì lưới ba màn đánh chìm, các bác nhé, đánh bóng tượng mà. Đấy, phao đen này, phao đen, hai phao đen là phao đầu. Đấy thì cô chú có nhu cầu về tay lưới 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân, cao 2 mét thì liên hệ đến bên Duy Chiến. Duy Chiến cung cấp toàn quốc và làm theo yêu cầu.